もしもーすたくちゃん、はい、もしもーしはい、ベトナムに戻ったんですよあいいですね <laughs> うん、どうですか日本は今暑い暑いですか日本はまだ暑いです。はい、いいですね。ベトナム暑いんですよ。<laughs> うん、もう、あのね、私、あの、はい、来週ちょっと自分が 日本に行った経験について発表する機会があって、でそれでこれからあの自分が話したいこと、うん、言いたいことをちょっと日本語に訳してもらえますか。はい、わかりました。言ってみましょう。あ練習として、はい、はい、練習としてやりましょうか。うね、はい、じゃあお願いしますね。はい、お願いします。はいはい Bài nói của mình có tên là Đến Nhật để làm gì? Và chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé! Cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã có hai chuyến đi dài tới Nhật Bản. Lần đầu tiên thì đó là khi mà mình đang là sinh viên năm 3 của trường đại học và lúc đó thì mình đi theo diện là du học sinh trao đổi tại trường tiếng Nhật, à tại trường Ochanomizu và trong khoảng thời gian là một năm. 交換留学生としてお茶の水大学に1年間通っていました2回目は修士課程に進学するために2年半滞在していました。滞在するっていうのが、uh, khi còn ở nhật thì mình đã có cơ hội được gặp rất là nhiều gặp trực tiếp rất là nhiều những cái bạn là thực tập sinh và du học sinh đang ở nhật bản và cái câu chuyện chung mà các bạn thường xuyên chia sẻ với mình đó là khi mà các bạn đến nhật được một khoảng thời gian rồi á, thì các bạn sẽ cảm thấy tự nhiên rất là mông lung và không biết là vì sao mình đến nhật mình đến đây để làm gì cũng như là sau này khi mà trở về việt nam á, thì mình sẽ làm cái gì 彼らは来日してからしばらくの間なぜ日本に来たのか帰国後何がしたいのかだんだんわからなくなったと話してくれました。 Ăn sáng rồi đến trường đi học Hoặc là đi à, đi làm Rồi sau đó thì tối lại về Về ăn cơm tối rồi lại nằm lướt tiktok Và đặc biệt những trường hợp của các bạn là du học sinh Chẳng hạn thì thường nó sẽ là sự lặp lại Của những cái ngày mà Chỉ có đi học, đi làm rồi ngày nghỉ Hay ngày nghỉ cuối tuần cũng không hề có gì cả Thực ra thì mình nghĩ cái việc là khi mà các bạn bị quá là bận rộn như vậy thì cái việc là chúng ta quên đi những cái mục tiêu ban đầu của mình hay quên đi những cái điều mà mình đang thực sự muốn làm thì nó là cũng là một điều không có gì kỳ lạ nó rất là dễ hiểu thôi và bản thân mình thực ra cũng vậy thôi à, ừ. khi mà ở nhật những cái ngày mà quá là mệt mỏi vì công việc cũng như là vì học tập thì mình cũng có những cái lúc mình quên đi thực sự là cái điều cái 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 mục tiêu ban đầu của mình hay là quên đi hoặc là tự hỏi bản thân chính mình rằng là ôi tôi đang đến nhật để làm gì thế này

điều rất là may đó là khi mình đến nhật ngay từ đầu mình luôn luôn đặt ra những cái mục tiêu ngay từ ban đầu để mình cố gắng và trong suốt cái khoảng thời gian ở bên nhật đấy thì mình sẽ hành động tất cả mọi cái hành động tất cả mọi cái việc làm của mình đều hướng đến cái mục tiêu đấy và thế nên là uh, sau này khi mà đã về việt nam rồi thì mình nghĩ lại ừ, tất cả những cái điều mà mình đã làm đấy mình, mình luôn cảm thấy nó khá là hài lòng <laughs> chẳng hạn như là trong một năm đầu tiên khi mà đến Nhật đấy du học trao đổi ấy, thì mình đặt cho mình là cái một mục 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 tiêu đó là trong vòng một năm đấy thì mình sẽ phải cố gắng hết sức để nâng cao cái khả năng tiếng Nhật của mình cũng như là trải nghiệm được văn hóa của Nhật Bản. 最初の1年間は、日本語能力の向上や日本文化と触れ合うという目標を設定しました。 thế nên là lúc đó thì mình sẽ tìm những người bạn là người bạn nhật là chư tá những cái người đấy là sẽ không chỉ luyện cai hoa cùng với mình mà có thể luyện đọc hiểu luyện dịch cùng với mình à, rồi mình cũng rất là tích cực tham gia vào những cái chương trình giao lưu hay là tình nguyện do nhà trường tổ chức này và ngoài ra à, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi một năm đấy thôi để có thể được đi du lịch ở nhiều nơi à, thì mình cũng đã làm thêm rất là nhiều để có thể tiết kiệm tiền để đi du lịch なので会話だけではなく一緒に読解や翻訳の練習のできる日本人チューターを探したり学校が主催するボランティアや交流会に積極的に参加したりしましたその他滞在中に多くの場所に旅行に行くためにアルバイトもしてお金も稼いでました Còn uh, trong khoảng 3 năm vừa rồi ở Nhật, gần 3 năm vừa rồi ở Nhật thì ngay từ đầu mình với cả chồng mình uh, Mình đã đặt ra một cái mục tiêu là mình sẽ phải dù có chuyện gì xảy ra là cũng sẽ phải cố gắng hoàn thành xong được cái chương trình học đấy Rồi uh, xây dựng, uh, thành lập công ty ở bên Nhật Thế nên là thực sự thì trong cuộc sống mặc dù lúc đó mình sẽ có nhiều những cái sự lựa chọn nó dễ dàng hơn Nhưng mà kết cục lại thì mình đã rất là cố gắng để có thể theo đuổi hoàn thành được cái mục tiêu mình đã đặt ra uh, từ lúc đầu như vậy この3年間修士課程を終了させて日本で会社の手続きを終わらせることを最終目標にしていたので他に別の楽な選択肢があったけれどそれを選ばず自分自身の目標達成のために必死に頑張りました「Và chính vì vậy thì mình có người...、Um その結果あることに気づきましたこれから日本に行く人あるいはでに滞在している人の中で今後も長く滞在する人もいるかもしれませんが帰国する人も多いと思います và mình nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta ngay từ đầu có lựa chọn là mình sau này mình sẽ quay trở về ấy, thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên có được một cái mục tiêu ngay từ ngày chúng ta ra đi để mình hình dung xem là ví dụ sau đó 3 năm, sau đó 5 năm mình sẽ trở thành ai và khi về nước mình sẽ làm cái gì, mình sẽ trở thành một cái người như thế nào. <laughs> Bởi vì thực ra cái khoảng thời gian 3 năm, 5 năm á Nếu mà chúng ta nhìn qua thì nghe có vẻ nó rất là dài Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta sống mà kiểu trôi qua mỗi ngày mà không có mục tiêu gì cả Mà mỗi ngày lại nó bận rộn như vậy đúng không? Thì thực sự cái con cái con số 3 năm, khoảng thời gian 3 năm, 5 năm này nó sẽ rất là nhanh, trôi qua rất là nhanh Nà dè nà 3 năm, 5 năm, tôi yêu sư wa 1 kênh desu gà 目標がない状態で生活してしまうとあっという間に過ぎ去って後悔してしまいます最近日本の農業を学んだ留学生は。 帰国後、田舎でで無農薬の野菜をを作ったたという動画をで見ましそれを見て私は日本政府による技能実習生制度の定義を思い出しました。 Tất nhiên là mình nghĩ rằng là cái mục tiêu liên quan đến tiền bạc thì nó cũng rất là quan trọng nhưng mà nếu như chúng ta để ý ngược lại đúng không? Và cái câu chuyện liên quan đến định nghĩa về chế độ thực tập sinh này thì mình nghĩ rằng những bạn ví dụ như chúng ta đang là thực tập sinh hoặc là kể cả là du học sinh cũng vậy mà chúng ta uh, tận dụng cái khoảng thời gian ở Nhật này chúng ta đầu tư nó, đầu tư cái khoảng thời gian này thêm vào cái việc là nâng cao những cái năng lực của bản thân mình chẳng hạn thì mình nghĩ rằng là cái khoảng thời gian 3 năm hay 5 năm ở Nhật đó thì nó sẽ もちろんお金も大切ですが技能実習生そもそもの意義に注目して実習生または留学生である私たちは日本にいる時間を自身の能力向上のために費やすことができたら今後の人生においてこの3年5年を意味のある時間にできるのではないかと思いました。 Vì mình tin rằng cái món nợ mà các bạn đi Nhật như chúng ta phải gánh Nó sẽ không chỉ đơn giản là những cái món nợ liên quan về mặt con số rất là lớn Ví dụ như là 200 triệu hay là 300 triệu mà chúng ta vẫn thường gánh đúng không? Mà nó sẽ là cái món nợ đối với chính cuộc đời của chúng ta sau này Chúng <laughs> ta thực sự thì cái con số như là 200 triệu đó thì mình nghĩ rằng là nếu mà chúng ta cố gắng thì hoàn toàn trong 3 năm hay 5 năm chúng ta vẫn có thể trả lại được. Tuy nhiên bây giờ nếu như mà trong trong cái khoảng thời gian chúng ta ở Nhật đấy chúng ta đừng chỉ nghĩ toàn là vấn đề liên quan đến tiền bạc thôi mà chúng ta hãy chịu khó quan sát cái cách làm việc của người Nhật này rồi tự học hỏi cho mình những cái kỹ năng trong công việc rồi nếu mà vận may mà tốt chẳng hạn nếu mà may mắn chúng ta có được những cái cơ hội mình nắm bắt nắm bắt lấy nó thì dù là sau này bạn quyết định là trở về Việt Nam hay là ở Nhật đi chăng nữa Thì mình nghĩ rằng là lúc đó chúng ta sẽ có thể có được những cái tự tin Cái sự tự tin nhất định à, khi mà mình đã hoàn thiện mọi cái thứ về mặt kỹ năng của bản thân mình rồi Cái sự tự tin trong vai trò là một cái người trưởng thành Mà trong tiếng Nhật chúng ta hay dùng vào từ Sakaijin á mọi người 2 3 5

その自信こそ青春の一番貴重な財産と言えるでしょうはい終わりましたなかなかいいですね <laughs> かっこいいですねこの文。ケ <laughs> ー、okay。 Thế thôi thế thì cái bài phát biểu của chị là đến đây thôi ta ơi. Ừ, ừ có lẽ là cũng yeah. ok rồi đấy, ổn ổn rồi đấy. Ừ thế thì chị sẽ <laughs> à, lấy cái bài phát biểu của em rồi chị sẽ tập được thật nhiều để có thể nói chuyện với trước mặt mọi người nhá. Cảm ơn em rất là nhiều. Yeah, ừ không thế không thì gì? tuần. lại uh, mata dai shuu <laughs> <laughs> Hi, kêu, bye. Bye bye bye. Bye. Tạm biệt mọi bye. người nha các bạn ơi. Mọi người nhớ thả like, comment, uh, thả tim cho những clip uh, của mình cùng với cô sắc cự nhé. Để chúng ta sẽ có thật <laughs> nhiều những clip uh, sau này nữa nhé. Các bạn nhớ comment và like ủng hộ bọn mình nhá. Bye bye mọi người. Hi, chúc mọi người học bye tốt bye. nha. Bye bye.